Xin chào tất cả các bạn, mình lại tên là Nguyễn Sơn Hải. Đấy. Các bạn nghe tên mình thuộc hết cả lòng chưa? Thì bạn mình hỏi mình hướng dẫn các cách đắp cơ và xương. À quên, cơ và gân, mạch máu. Thì mình nghĩ cái này nó cũng chưa quan trọng lắm. Chưa quan trọng lắm một khi mà các bạn chưa nắm được những cái điểm chung nhất của cơ thể người, thì cơ và gân các bạn có đắp thế đắp nữa nó cũng chỉ thành quái vật, nó chả thành người nữa. Thế thì thế nên là hôm nay mình làm cái hướng dẫn này để hướng dẫn các bạn cách đắp, cách dựng mô đèo linh ở đèo linh 3D một cơ thể người. Đấy. Thì cái này cần những cái gì? Thứ nhất, nó cần một cái cực kỳ to. Tỷ lệ này nếu mà các bạn vẽ hình họa, các bạn vẽ trên giấy thì có thể thấy cái tỷ lệ này nó cực kỳ quan trọng và cũng khá là khó. Nhưng mà với dân 3D dựng hình trên những ảnh autographic có sẵn, ảnh kiểu chụp góc chiếu có sẵn ốp vào xong đồ lại, thì nó cũng cái chuyện bảo sai được thì hơi khó. Đấy. Thế nên cái này các bạn cũng không sợ, nó quan trọng nhưng mà nó cũng không đến nỗi quá khó đâu. Các bạn chỉ cần đồ như đúng hình là được. Cái này đối với dân concept thì mới sợ, dân mình không sợ lắm. Thứ hai, cái này mình nghĩ là cực kỳ quan trọng luôn, đó là hình và khối và hướng chạy của khối. Cái này mình thấy mới là cực kỳ quan trọng, bởi vì cái này nếu mà các bạn không có kiến thức hình họa, không có kiến thức về giải phẫu nhất định, thì các bạn sẽ không thể nào giải quyết được nó. Nhưng mà nếu mà một khi các bạn đã giải quyết được xong cái vấn đề thứ hai này rồi, cơ và gân nó chỉ là cái gì, nó cực kỳ kiểu thêm thắt vào cho nó đẹp thôi. Bởi vì bản thân cơ và gân chính là cái tạo nên khối và tạo nên hướng. Đây, tí nữa mình sẽ nói sau. Thế nên là dựng 3D cũng cần có kiến thức về giải phẫu và cần được kiến thức về giải phẫu và hình họa. Không phải chỉ có mỗi cái chuyện đồ ảnh xong là xong. Không phải. Đấy. Bây giờ mình đi giải quyết từng vấn đề một. Tỷ lệ thì mình nghĩ là nó cũng không có gì quá quan trọng với dân 3D thôi. Còn với hội họa sĩ vẽ hình họa, vẽ bằng tay thì nó quan trọng hết đấy. Các bạn có thể lên mạng tìm tỷ lệ cơ thể người là nó ra một đống luôn. Thì cái này mình cũng không muốn nói nhiều, bởi vì các bạn lên mạng tìm có thể rất là nhiều. Hoặc là các bạn ra Đình Lễ, Nguyễn Xí, bỏ ra độ mấy chục nghìn mua quyển sách Tàu thôi, là nó dạy đầy đủ tỷ lệ. Bọn Tàu hình họa rất là giỏi. Tàu được cái bắt chiếc, cái gì mà cứ liên quan đến bắt chiếc là nó làm rất là chuẩn. Nhưng mà sáng tạo thì có vẻ hơi không ổn. Cái này chân dài thế. Chân dài. Quên. Kịch vào đây. Đấy, thì cái này mình nghĩ là các bạn lên mạng tìm rất là nhiều. Thứ hai là mình không muốn nói về cái này kỹ, là bởi vì thực ra tỷ lệ nếu mà bới móc ra thì nó có rất nhiều thứ để mà nói về tỷ lệ. Cái chuyện từ đầu đến gót chân vào mấy đầu, 7.5 hay 8 đầu hay là bao nhiêu đầu, nó chỉ là một vấn đề. Còn tỷ lệ ngang hai vai bằng bao nhiêu, hai vai bằng hai đầu, eo một đầu này, từ đây xuống 4 đầu này, các kiểu này, 3 đầu này, thì nó có rất nhiều thứ. Nếu mà nói về tỷ lệ thì chắc là nói cả ngày. Đây, tỷ lệ mặt này. Ngoài tỷ lệ người, chúng ta lại còn có tỷ lệ mặt. Đây, một nửa này, từ đỉnh đầu đến mắt đến mắt là đường trung bình của từ đỉnh đầu xuống đến khóng. Đấy, trong ba cái này bằng nhau này. Cái ba cái này lại bằng nhau tiếp này. Đấy, thì nói chung là mình khuyên các bạn lên mạng hoặc là mua sách về tự tìm hiểu.
Thế còn cái này nếu mà nói về tỷ lệ thì nó có nhiều thứ để nói không hết được. Đó, mình nói sang cái vấn đề thứ hai là mình cho là quan trọng hơn, hình và khối và hướng chạy của khối. Mình giải quyết cái vấn đề hình trước, chuột phải không được, vẫn chưa về đến nơi. Về đến đầu rồi. Về cái chuyện hình hình của cơ thể người thì các bạn học cho mình thật là thuộc lòng hai chữ C và S, là cuộc sống hay cái gì đấy tùy. Hai chữ này là hai chữ cơ bản tạo nên cơ thể người. Lý do như sau: nếu mà các bạn nhìn vào cơ thể người, các bạn sẽ thấy đây là một tập hợp của một đống các chữ C và S lộn ngược lại với nhau, xuôi ngược các kiểu, kết hợp lại với nhau. Không có gì quá khó khăn ở đây. Mình ví dụ, đây là chữ C này, cái này là chữ C này, đây là một chữ S này, đây là hai chữ S này. Mình nói như này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cơ thể người nó liên tục biến đổi, không có cái gì tĩnh thẳng đứng từ trên xuống dưới, trừ trừ trục. Cái trục này mà không thẳng thì người của các bạn bị đổ, nhưng mà ngoài nó ra thì không có cái gì tĩnh cả. Cơ thể người nó luôn luôn chuyển động, kể cả một người đứng trong trạng thái tĩnh như thế này thì cơ thể người ta nhìn nó vẫn động, bởi vì những cái đường nó không tĩnh, nó không tuột tuột từ trên xuống dưới, nó biến đổi liên tục. Ngay cả một cái tay dang ra như này nó cũng không tĩnh, nó cũng biến đổi. Cái này gồng lên xong cái này nó chịu tác dụng của trọng lực. Cái phần bắp tay này nó thường nó nhiều mỡ, nó lỏng lẻo, nó chịu tác dụng của trọng lực, nó sẽ võng xuống. Cái phần này nó lại chắc lại thì nó lại vồng lên. Cái phần khuỷu tay nó khẳng khiu, nó lại võng xuống. Cái phần ngón tay cái nó lại vồng lên, nó lại như thế, nó võng xuống, nó võng xuống, nó lên, nó lên. Thì các bạn thấy là cơ thể người không có chỗ nào nó đứng yên, mặc dù kể cả một người đứng trong trạng thái cực kỳ tĩnh như thế này, cơ thể người ta nhìn vẫn chuyển động. Hồi xưa mình học hình họa, ngay cả nhìn cái lọ hoa thầy còn bảo là cái chuyển động của lọ hoa, hồi ấy mình nghĩ quái, làm thế quái nào lọ hoa lại chuyển động được. Sau này mới hiểu chuyển động của thầy không có ý nghĩa là chuyển động từ một điểm này sang một điểm này, mà là chuyển động về hình dáng của cơ thể, à một hình dáng của nó. Nó chuyển động về, còn có cái thể loại chuyển động về sáng tối nữa cơ. Đấy là cơ thể người. Mọi người nhớ không có cái gì tĩnh, ngay cả trên mặt người cũng không có cái gì tĩnh. Hơi hơi thôi, xong đến ụ mày nó lại lồi ra, xong đến hốc mắt nó lại hõm vào, gò má nó lại ra, đến cái phần nối giữa má với cả khoang miệng nó lại hõm vào, khoang miệng nó lại lồi ra, đến cằm nó thì nó hõm vào hẳn. Thế hay. Vẽ ví dụ hai cái trong mắt ở đấy, lông mày này, để các bạn dễ hình dung. Cơ thể người không có cái gì
bản luật nó chỉ mang tính chất khối kỷ hà để cho các bạn bắt hướng chạy cho dễ thôi. Còn sau khi các bạn đã có được cái hướng chạy rồi, các bạn phải khai triển nó ra như thế này. Cái này có thể do cơ nó chạy, có thể do trọng lực tác động như thế này, có thể là bản thân xương nó thế, như cái chỗ này là xương nó thế, cái xương sọ nó thế, ụ mày nó vốn ra, hốc mắt nó họ vốn vào, gò má nó vốn ra, cái này là do xương chứ cơ ít. Đấy thì nói chung là vì nhiều lý do cơ thể người không thẳng, các bạn nhớ thế. Nhưng thứ hai mình nói về khối. Thì rất nhiều bạn không học mỹ thuật, vẽ khối theo kiểu thấy khối cơ học nhìn nó mềm mềm tròn tròn, các bạn quy hết về khối sphere với cả khối cylinder. Không phải, không phải, các bạn quy như thế này sẽ không bao giờ các bạn hiểu được bản chất của cơ thể, bản chất của khối của cơ thể. Các bạn quy cho mình nó về hình hộp, hình lập phương hoặc hình hộp chữ nhật. Bởi vì làm sao? Bởi vì hai cái loại khối này nó có ranh giới. Ví dụ sáng tối đập vào nó thì ranh giới của nó cực kỳ rõ rệt. Ranh giới của nó cực kỳ rõ rệt. Nó không như hai khối này. Hai khối này chỉ cần sáng nhích đi một tẹo ranh giới của nó khác, mà ranh giới của nó cũng không rõ, nó mờ, nên là các bạn rất dễ hiểu nhầm. Nên để mình phân tích tại sao cơ thể người rõ ràng là không có cái ranh giới nào, à không có cái cạnh nào sắc, mà mình vẫn có thể nhìn được ranh giới. Đơn cử mình vẽ một cái mặt người, mình vẽ trên Wacom, nên là ví dụ tay mình nó có hơi phiêu thì các bạn thông cảm. Rồi. Rõ ràng cơ thể người nhìn, cái đầu người nhìn rất là tròn như này, sao mình lại bảo nó có ranh giới? Thì ranh giới nó ở đâu? Ranh giới nó ở đây. Bây giờ thì các bạn nhìn nó hết thấy giống khối cầu rồi. Khối cầu không bao giờ có một cái ranh giới rõ rệt và chạy từ trên xuống dưới, mà khối cầu nó cũng cong. Khối trụ thì càng không phải. Trên đầu người không có một cái mặt gì giống khối trụ ở đây. Mặt người giống khối hộp, nó chạy vòng. Ví dụ khối hộp này nó chạy vòng và không có cái biển ở trên. Thực ra vẫn có cái biển ở trên, nó hơi nhạt. Cái ranh giới này ở đâu ra? Ranh giới này nó tạo ra do cái ranh giới giữa phần trước của trán và phần thái dương. Các bạn sờ tay lên hộp sọ, phần trán của mình sẽ thấy một cái cạnh xương. Trừ bạn nào béo quá thì có thể là do mỡ nó che mất, nhưng mà thấy có một cái cạnh xương ở đây. Cái cạnh xương này chạy xuống, nó chạy hết hốc mắt. Các bạn chạy cho mình vòng quanh hốc mắt. Ranh giới của chúng ta tiếp tục ở đấy. Cái ranh giới này tiếp tục chạy xuống vòng qua xương gò má của các bạn và chạy xuống vòng miệng, kết thúc ở cằm. Đấy, ranh giới của mặt người, ranh giới của đầu người. Quên, các bạn vẽ như này thì hình của các bạn nó sẽ chắc chắn, thay vì các bạn bóp từ một khối sphere xong rồi bóp ra bóp vào thì trình độ của các bạn phải cực kỳ siêu đẳng, cái đầu của các bạn mới ra khối, không thì nó cứ đều, nó còn không giống động vật cơ chứ đừng nói là người. Sau đó mình nói về khối của người, cái cổ này chẳng hạn. Nách này chẳng hạn.
sử bây giờ chỗ này cơ lằng nhằng lắm, giả sử ví dụ dồn đây, hai đầu ti đây, dồn đây xuống đến dưới chỗ này là cái gì ai cũng biết rồi, khỏi nói. Cái phần như này ranh giới nó nằm ở đâu, ranh giới nó chạy từ nách vòng quanh cái thớt ngực và chạy thẳng xuống lồng ngực, lồng nước thì này, nó chạy thẳng xuống đấy. Ranh giới này tất nhiên là ranh giới khối cơ thể người, nó là da thịt, nó là mềm nên là ranh giới này nó mờ thôi. Đây là mình cố tình vẽ rõ, vẽ cứng để cho các bạn thấy được nó một cách rõ rệt, chứ thực ra khối này trên cơ thể người nó mờ nên nó không rõ này đâu. Đấy. Từ nách nhá, chạy vòng quanh thân ngực này đến tầm điểm vú thì chạy xuống. Và đây là cái điểm đặc biệt của cơ thể người là khối, nếu mà mình cắt cơ thể người theo chiều dọc như thế này thì mình sẽ không thấy nó là một khối hộp hoàn chỉnh, mình sẽ không thấy nó là một khối hộp hoàn chỉnh, mình thấy là nó hơi bị vát mất cái cạnh này, là cạnh này cái phần này không tồn tại. Lý do bây giờ mình lại yêu cầu các bạn đặt tay lên bả vai của mình, bả vai đây là cái chỗ nối từ cổ ra đến vai này. Nối từ cổ đến vai, các bạn đặt tay lên đây, sau đó các bạn di chuyển tay dọc xuống đến xương quai xanh thì các bạn sẽ thấy cái mặt này nó không phẳng, mặt này nó không phẳng, xong xuống đến ngực nó khác với cả cái diện giữa ngực và bụng, diện này phẳng, nó lồi lõm hơi lồi lõm tí nhưng mà nó vẫn nói chung là nó phẳng. Còn cái khối này thì nó hơi vát. Đấy. Cái này thì các bạn, mình khuyên các bạn nên hiểu và nên nhớ, bởi vì vẽ autographic không, vẽ cả vẽ hình chiếu cũng không ai vẽ được cái này. Vẽ này rất khó. Mà có vẽ được đi chăng nữa, nếu mà không hiểu thì cũng không biết đấy là cái gì. Đấy. Nhớ cho mình thấy cầu vai này, xong nó hơi vát xuống một tí xuống xương quai xanh, sau đó nó mới chạy ra đến ngực, xong mới đến bụng. Bây giờ mình ví dụ tiếp về tay và chân. Thì cái tay người nó là điển hình của sự bá đạo của tiến hóa. Tay người đan như kiểu xích. Tay người đan như kiểu xích. Các bạn nhìn thấy cái xích ấy. Nó cứ một mắt xích ngang, không lại một mắt xích dọc, không lại một mắt xích ngang. Thì tay người đúng kiểu như thế. Chỗ này là cái cơ bả vai. Chỗ này là cơ bả vai. Chỗ này là cơ mà chúng ta gọi là bắp chuột. Đằng sau này là cơ tam đầu hay là bắp tay sau, nối xuống đến khuỷu tay. Chỗ này là cơ cẳng tay, cơ những cơ điều khiển ngón, nhóm cơ điều khiển ngón. Đây là lý do bạn thấy hình chữ V ở bên trong của cánh tay, do cái cơ chuột nó bắt vào giữa hai cơ này. Và thường thì không mấy khi chúng ta ngửa bàn tay ra, thường thì chúng ta tay chúng ta có xu hướng hơi nghiêng nghiêng, nên là cái cơ này nó lại vặn ra đây, cái cơ này nó lại vặn ra sau để hình thành cái ngón cái ở đây, bàn tay ở đây, ngón út này nằm rồi. Đấy. Nói chung là cái cơ vai nó chạy theo trục, ví dụ dùng là trục X chẳng hạn. Này thì cái cơ bắp tay nó chạy theo trục Y, vuông góc của trục X. Sau đó cái cơ nhóm cơ ngón tay nó lại chạy theo trục X. Thì cái cổ tay nó lại chạy theo trục Y. Tay người được tiến hóa để tay người được tiến hóa để
có thể thao tác mọi thứ cực kỳ phức tạp. Do đó các bạn phải chấp nhận cái sự phức tạp trong cấu tạo này của nó. Mà bởi vì cái sự phức tạp này các bạn có thể quay tay, quay cái tay, không phải quay tay, quay cái này này, quay tay, quay cánh tay, cổ tay của bạn, quay cánh tay của bạn gần như 180 độ. Với mấy anh cha popping phá cơ nó quay được 180 độ luôn, không chắc. Cổ tay của các bạn có thể quay được cũng tầm 180 độ nhưng mà theo một chiều, quay theo chiều ngược lại hơi dở hơi. Rồi. Các bạn có thể vặn vẹo cái cơ tay của bạn cực kỳ linh hoạt là do cái cấu trúc cực kỳ bá đạo này. Đây, mình khuyên các bạn nên nhớ về cái tay, hãy nhớ về cái xích. Cái chân thì nó đơn giản hơn, chân thì đơn giản hơn, chân thì nó chỉ có một một quy tắc, đó là chân nó có một quy tắc thôi, đó là phần phần đùi luôn nằm trước, phần đùi luôn nằm trước phần bắp chân, tức là nó nằm vênh hơn một tí so với phần bắp chân. Cái này hồi xưa mình vẽ hình họa theo kiểu là đùi đấy chẳng hạn, thì bắp chân nó thẳng ngay rồi, ông thầy mình bảo thế này là cứng. Thì thực ra lý do của cái việc cứng ấy nó là như này, nếu mà các bạn vẽ đùi đây chẳng hạn, bắp chân tụt vào một xíu tí, sau đó nếu mà các bạn mềm hóa cái chỗ này đi cho bắp đầu gối vào đây, đây cái chỗ này như này, ra bắp chân như này, thì cái chân này nhìn nhìn nó có trọng, nó có sức nặng của trọng lực đè xuống, nhìn nó uyển chuyển hơn. Nó cái gì có trọng có sức nặng của trọng lực đè xuống cũng không bao giờ nó còn thẳng nữa. Ví dụ bạn bạn có một thanh gì đấy dẻo dẻo, nếu bạn để nó đứng này thì ok, nếu bạn tác động vào nó một lực thì nó bắt đầu cong. Chân người này, chân người nếu mà các bạn duỗi ra thì nó tương đối thẳng, nhưng mà nếu các bạn đứng lên nó tác động cả cái cân nặng của bạn lên nó thì nó oằn theo kiểu khác người em, nó oằn hình chữ S, oằn phải điệu. Đấy. Còn nếu mà cái chân này vẽ như này thì đơn giản là nhìn nó bay bay. Đây, các bạn để ý người ta vẽ cái đùi luôn trên cái đầu cái cẳng chân một tí, đấy là cái làm cho cái chân nhìn nó sống động. Còn lại khối chân thì nó hơi vuông, đơn giản thôi, chứ nó không bị dẹt quá đến mức mà các bạn có thể phân biệt được chiều ngang với chiều dọc như là cái khối ở tay. Cái khối bàn chân thực ra nó là một cái khối, mình chẳng biết gọi là khối, khối này gọi là khối gì, khối này gọi là cái khối gì các bạn, trông nó như cái nóc nhà nhưng mà chỉ có điều là chiều bên này ngắn hơn và dốc hơn so với chiều bên này, nhưng mà gọi là tạm gọi là khối nóc nhà lệch. Thì thực ra đây là chỉ về tiết diện thôi, nếu mà xét về chiều này thì nó lại còn phức tạp nữa, nó như này, cái chiều này xòe ra, sau đó chiều này nó to hơn. Nói nào nhỉ? Ây rồi. Nói chung là có lẽ là mình sẽ phải có một cái bài hướng dẫn về bàn chân riêng. Chứ thực ra cái này phải cầm đất xong rồi nặn nặn cho các bạn thì các bạn chắc các bạn hình dung được, chứ còn nói ngồi vẽ vẽ tả tả khối khối này thì khó. Hoặc là các bạn có thể tham khảo những cái bức tượng mà nó có bàn chân.
tìm thử xem có. Bức tượng có hình bàn chân, hy vọng là nó có. Thì các bạn chỉ việc copy y chang những cái gì mà người ta làm. Bàn chân này nói chung là một cái khá khá là khó nói, trừ khi kiểu cầm tận tay dây tận chán thì chắc là các bạn biết, nhưng mà vẽ thì hơi khó chịu. Các bạn phải hiểu khối của nó thì các bạn mới vẽ được. Chả có nào, bởi vì cái bàn chân lại là một trong những cái gọi là khối bá đạo, biến chuyển cả về chiều ngang lẫn chiều dọc. Đây nhá, mình chỉ tạm vẽ mặt cắt thế này thôi, còn mình xin hứa với các bạn là hôm nào rảnh mình lại làm một bài sơ cấp riêng về bàn chân. Mặt cắt của bàn chân nếu mà nhìn chính diện thì nó như này, đây là ngón cái, các ngón còn lại nó là như mình vừa nói, nó giống như một cái mái nhà nhưng mà bị lệch. Cái trục này chính là trục của xương ngón cái. Cái chiều cao ấy, nó chính là cái trục của xương ngón cái. Còn nếu mà nhìn về bề ngang, nếu mà nhìn về bề ngang thì nó lại như sau, nó lại biến từ trên xuống dưới. Các bạn nhìn cái chân của các bạn có thấy nó giống hình tam giác không? Đấy, nó giống như hình tam giác, mà đằng sau này là gót chân. Ok rồi, cái phần này gót chân quá đơn giản, quá dễ hiểu, không có gì để nói. Nhưng cái phần đằng trước này mới là cái phần vấn đề. Thì có một cái chỗ hõm giữa bàn chân, giữa phần bàn chân và phần gót chân. Chỗ hõm này, chỗ hõm này là chỗ phân bạt, phân biệt giữa nói là gì? Đức Phật không có chỗ hõm này đâu, chân Đức Phật là bằng phẳng. Cái, thì Đức Phật là kiểu thoát ra ngoài ta bà rồi, không tính chúng ta vẫn còn ở trong ta bà. Đấy, chân chúng ta nếu mà nhìn về bên trong thì nó hõm, nhưng mà nhìn bên ngoài nó lại không hõm. Bá đạo, nhìn bên ngoài nó lại gần như phẳng. Với ngón cái đây, à ngón út ở đây, ngón áp út này, còn ngón giữa này, ngón trỏ này, và ngón cái ấy. Đấy, ê dở hơi. Và cái đường chạy nó chạy như sau. Nó sẽ bắt đầu từ cổ chân đấy, nó sẽ chạy xuống khá là dốc, xong nó lại thoải dần. Xong cái ngón cái nó sẽ chạy vút lên, ngón cái nó có xu hướng chạy cong lên, trong khi các ngón còn lại cong xuống. Thế giờ hơi, các ngón còn lại có xu hướng cong xuống. Đại khái trông cái chân nó như vậy. Đây là mình vẽ hình chiếu. Còn nếu mà vẽ kiểu thế nào, mình chưa đủ trình độ để vẽ một cái chân mà không cần nhìn mẫu. Mình vẽ cái chân không cần nhìn mẫu cho một người. Đại khái trông nó như thế. Ngón này, ngón này, mấy rồi, thêm ngón nữa. Đấy, rồi bắt lên, rồi bắt lên. Đấy, thì hôm nào mình rảnh mình sẽ hướng dẫn các bạn về bàn chân. Cái nữa là hướng, hướng các bạn để ý là cơ thể người nó có xu hướng vòng vào, vòng vào. Thì mọi thứ trên cơ thể người nó đều bắt vào. À đây, mọi thứ trên cơ thể người nó có đều có xu hướng vòng vào. Và điển hình nhất là hai cái chân. Hai cái chân bắt đầu từ hai điểm cực kỳ xa nhau,
chỗ này to bé nó tùy người và cũng tùy giới, nhưng mà điểm tụ của nó luôn gần như là một điểm. Cái tay các bạn nghĩ là thẳng, thực ra nó cũng chả thẳng, nó cũng cong, cong. Tay người, cái chỗ này thực ra xương các bạn thấy nó khá là thẳng, nhưng mà cái gì, cái cơ làm cho nó cong. Giả sử đây là cái xương thì cái bắp chuột nó sẽ như này. Đấy, đằng sau này là cơ bắp tay sau, ở cơ tam đầu gì ấy. Xong nó nối xuống khuỷu tay. Thì với người nào mà tay họ gầy ít cơ, ví dụ như phụ nữ chẳng hạn, tay họ gầy ít cơ thì tay họ nhìn tương đối thẳng, bởi vì những cái cơ này nó hiện diện không rõ rệt, và hơn nữa họ còn có một lớp mỡ che nữa, nên là nhìn nó lại càng thẳng. Nhưng mà với ông nào đô, cái cơ là nó vồng ra thì nhìn nó cong khủng khiếp luôn. Lý do là cái này nó xiên vào là cái thứ nhất, cơ bắp tay ngoài nó xiên vào, nó làm cho cái cánh tay của chúng ta nhìn cong. Cái phần cẳng tay này cũng thế, các bạn nhìn đây, nhìn xương nó tương đối thẳng, và một lần nữa với phụ nữ nhìn nó cũng tương đối thẳng, nhưng mà với ví dụ mà với ông nào cong, à với ông nào đôi hả, cái phần bắp tay, cái phần cơ ngón tay nó lên rất rõ. Các bạn tìm Captain America và mấy cái bản phiên bản kiểu đồ biển, à thôi hay thôi các bạn tìm hấp đi. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái phần cơ này nó làm cho cái cẳng tay của chúng ta trông cong khủng khiếp. Đấy. Cái đùi, đùi thì đương nhiên là cong vào rồi, bởi vì là cái xương đùi của chúng ta nó bắt đầu từ đây mà nó kết thúc ở đây, thì đương nhiên là cơ cũng phải bắt theo, cơ cũng phải bắt theo, nhưng mà cơ làm cho cái chuyện nó cong thì nó rõ rệt hơn. Các bạn thấy có một cái cơ nó bắt ở đây, thực ra cái đầu gối này nó sẽ chia ra làm ba nhóm cơ, thì có một nhỏ có một cái cơ nó nằm cực kỳ sát ở đây. Đấy chính là cái này, này nó tạo ra cái chỗ này, nó tạo ra cái hình chữ O nằm ở giữa hai cái đùi. Cơ này thắt vào ra, nó làm cho cái đùi của chúng ta trông cong hơn. Đấy. Thực ra là do cái cơ này nó bị thắt vào, sau đó nó nở ra. Phần này, phần phần cẳng chân cũng thế, cái xương chày của chúng ta khá là thẳng, nhưng mà do cái cơ bắp chân bên ngoài nó cao hơn bắp chân bên trong, nên nó lại làm cho chúng ta cảm giác là chân nó cong vào. Đấy. Các bạn phải nhớ, tay cong vào, đùi cong vào, chân cong vào, người thì không tính, người nó theo kiểu hình CS như mình vừa nói. Đấy, sau khi thuộc về thuộc ba cái này rồi, what the, đây thuộc về hình rồi này, nhắc lại nhá, hình nó liên quan đến chữ C và chữ S. Khối nó liên quan đến khối lập phương và khối hộp chữ nhật, và hướng chạy nó liên quan đến chuyện cong vào. Sau khi thuộc ba cái này rồi, các bạn bắt đầu lo đến cơ và gân. Cơ thì mình chỉ nói qua thôi, anatomy. Cơ thì mình chỉ nói qua thôi, cái chuyện cơ hay không cơ, cơ nó như thế nào, các bạn lên Google tìm rất là nhiều. Thì mình cũng nghĩ là không có gì để nói nhiều lắm rồi, lâu đấy bị treo rồi. Mình nghĩ là không có gì để nói nhiều ở đây cả, thì các bạn cơ thì các bạn lên mạng tìm, cứ thấy thấy nó bám như nào thì bám như thế, thì đánh như thế thôi, đánh
đánh làm sao đúng vị trí cơ, đúng độ phồng của nó là nó ra thôi, họ chả có gì đấy, rất là nhiều luôn. Bạn search anatomy hoặc là giải phẫu thì nó ra một đống cơ. Còn cái chuyện về gân, gân thì có lẽ là các bạn search xem nào, ven đi, map gân của người thì nó chỉ có một quy định, à một, nó chỉ có một quy tắc mình cần nhắc thôi. Gân là chứa máu đúng không? Gân là chứa máu, máu thì đương nhiên là rất quan trọng rồi. Đấy. Thế nên các bạn nhớ cho mình, những mạch máu to, những mạch máu chính, mạch máu chính, động mạch chính, tĩnh mạch chính nó nằm sâu trong cơ thể, hoặc giả dụ mà nó có nằm lộ ra bên ngoài đi chăng nữa thì nó cũng nằm chìm dưới cơ, nó nằm chìm dưới cơ và nằm khuất, giống như các bạn ăn wrap ấy. Các bạn ăn wrap ở những chỗ khuất không nhìn thấy thì mạch máu nó cũng thế, nó nằm ở những vị trí không nhìn thấy. Lý do là để cho ví dụ mà chúng ta có bị thương, mà chúng ta bị xây xát ở đâu ấy, thì những mạch máu lớn này không có khả năng đứt vỡ, dẫn đến việc là các bạn mất máu mà chết, nó luôn nằm kín và nằm chìm, chỉ trừ có hai cái động mạch cổ ấy, là nó nằm kiểu bá đạo, nó nằm gần như sát ra ngoài, nhưng mà nó cũng nằm ven theo cơ chứ nó không nằm lộ hẳn ra. Đấy, các bạn thấy là mạch máu ấy nó nằm ở bên trong tay chứ nó không nằm ngoài tay. Nằm ngoài tay các bạn đi qua, các bạn xước sát gì đấy các bạn chảy máu toé loe luôn, nhưng mà nằm bên trong thì rất ít có khả năng bị va chạm gì đấy. Động động mạch đùi, tĩnh mạch đùi nó cũng thế, nó nằm ở bên trong đùi chứ không nằm bên ngoài đùi. Những cái mà các bạn thấy nó nằm lộ ra ngoài thường là những mạch máu nhỏ, ví dụ như này đấy, nó chạy vòng ra bên ngoài, nó là mạch máu nhỏ, nó chạy vòng ra bên ngoài cẳng tay nó là mạch máu nhỏ, chạy vòng ra bên ngoài đùi nó cũng là những mạch máu rất là nhỏ. Để ví dụ mà các bạn có làm gì xước sát ấy, thì rõ ràng là ví dụ các bạn có mài chân mài tay thì các bạn mài bên trong, à mài bên ngoài, làm nào các bạn mài bên trong là được dạng háng ấy. Đấy thì các bạn mài bên ngoài này có mất máu thì cũng mất không đáng kể thôi, không đủ để bạn mất mạng. Đấy, đánh mạch máu chỉ có thế thôi, đơn giản nhớ quy tắc của nó nằm ẩn và nó nằm theo cơ, nhất là những mạch máu lớn, những mạch máu nằm ngoài cơ, nằm lộ ra bên ngoài là những mạch máu nhỏ. Đó, hết rồi. Chi tiết về cơ và gân các bạn lên mạng tìm, mình không muốn nói nhiều đây rồi, bye bye các bạn.